Trước đó thì chúng ta đã được chứng kiến một cuộc đấu đối đầu rất thú vị giữa cao thủ Mimi trận đấu diễn ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với... Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Cầu thủ màu số 16 Hồ Hoàng Long sư đoàn khá quyết liệt. Pha tranh chấp là của Huy Đen, dứt điểm, không vào. Đó là tình huống dứt điểm của đội trưởng Phùng Trọng Luân. Ở mùa giải năm nay thì Phùng Trọng Luân sẽ có cuộc tái hợp vị trí thủ môn đang là Thuận Mèo. Nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Một pha cản phá của thủ môn bên phía cao thủ Điền Bách Khoa Ninh Thuận. Đây là lòng cối, Tuyến Hải. Đó là khoảng trống mà Long Cùi đã tạo ra dành cho các cầu thủ ở tuyến sau. Người băng lên và dứt điểm ở tuyến 2 trong tình huống vừa rồi, đó là Hạnh Ngô Diều. Chúng ta cùng xem lại pha chạy bài. Bóng đã dội xả của Huy Đen. Tuyến 2, dứt điểm, không vào. Đó là câu trả lời của cao thủ áo vàng Huy Tà. Huy Tà chính là cái tên đã có pha dứt điểm từ xa. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Bóng cũng đã liếm xả nhưng nó là xả phía sau. Hồng công! Tỷ số là 1-0 dành cho các thủ An Biên. Đó là pha lầm tưởng của Long Cùi. Rất hay. Sức ép quá lớn và cuối cùng thì hàng phòng ngự bên phía cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận đã không thể chống đỡ được những tình huống tấn công như sóng vỗ bờ của cao thủ An Biên. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền vừa rồi. Một pha bật nhà. Người phát động tấn công chính là cầu thủ mã số 22 Hồng Kông. Và người làm tường là Long Cùi. Chúng tôi đã nói về bộ kỹ năng dứt điểm của Long Cùi. Pha mở bóng của Huy Đen. Chicharitai. Và bật bóng gọn gàng của Thuận Mèo. Và Hồng Kông. Hồng Kông cướp vào. Pha dứt điểm rất căng của Hồng Kông. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi của Hồng Kông. Bóng lại bật cột. Huy Ta đường chuyền. Dứt điểm. Một pha bóng căng. Đã có một tình huống sắp xếp vị trí bắt bài của cao thủ An Biên. Mất bóng nguy hiểm, Long Cùi không vào. Long Cùi chưa thể có được tình huống nguy hiểm thoát đi ở trong tình huống vừa rồi. Hồng Kông quyết định đi bóng. Đây là Huy Đen. Được chuyển ngang, đây rồi. Một pha phối hợp hay. Người kết thúc pha tấn công vừa rồi đó là Deco. Đó là một tình huống đánh đầu cắt mặt của Deco sau đường chuyền của Huy Đen. Ý tưởng rất hay. Minh Luân, Long Cùi lại tì đè rồi. Long Cùi làm tường. Minh Luân chính là cái tên tiếp theo đã tỏa sáng trong hò của các thủ An Biên. Và lần này người tỏa sáng là An Biên. Xin loạn là cao thủ là Minh Luân. 2-0 dành cho cao thủ An Biên. Pha dứt điểm ở chân trái, ba cầu thủ sẽ giang ngang. 1-3, 1-1. Đó là đẳng cấp của Long Cùi. Không còn điều gì phải bàn cãi nữa. Quá hay. Chúng ta cùng xem. Lần này không còn làm tường nữa. Thủ theo rất sát, mặc dù cũng đã có những động tác khóa người. Đường chuyền dài lên phía trên. Nguy hiểm. Cơ hội dành cho các thủ An Biên. Không vào. Tình huống ra chân cuối cùng đó là Vinh Heo. Một đội bóng Tân Bình nguy hiểm. Cơ hội không vào. Pha đá nối của Long Cùi. Đã có sự thay đổi người ở những phút cuối. Sâu kim rồi. Cơ hội không vào. Tuyến hai. Tình huống sâu kim rất nghệ của cầu thủ ma số 8 đó là Deco. Sau đó là tình huống băng vào dứt điểm của Văn Hạ.
Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và chuyền bóng của Deco. Mạnh Ozil. Ngày hôm nay đối với trường bên phía cao thủ An Biên đang bố trí Hạnh Ozil. Có một khoảng không gian chơi rất rộng. Chính xác thì cầu thủ này đang chơi tự do. Long Củi. Long Củi. Cơ. Đã có cú đúp dành cho đội trưởng Minh Luân. Và cả hai lần Minh Luân ghi bàn thì Long Củi đều là người làm tường thành bàn. Rất đẳng cấp. Một pha ăn mừng tập thể. Chúng ta cùng xem lại. Lần này là một pha trả ngược của Long Củi. Long Củi đã bất ngờ thoát xuống đáy và sau đó thực hiện một pha trả ngược dành cho Minh Luân. Và trong một tư thế không bị ai theo kèm. Đường chuyền Long Củi. Long Củi. Tuyệt vời Long Củi. Rất bùng nổ. Từ pha tiếp bóng một đã cho thấy sự chủ động của Long Củi. Trả về tuyến 2, Hồng Kông dứt điểm. Phản công dành cho các vị điện Mạch Khoa Ninh Thuận, cơ hội đây rồi. Trung Nhóc không vào. Khoa Ninh Thuận. Pha lao ra và bóng đã trúng vào mặt của thủ thành Thuận Mèo. Pha đánh đầu, pha bóng an toàn của đội trưởng Văn Hà. Trung Nhóc. Trung Nhóc. Rất hay. Cơ hội không vào. Đường chuyền đó là Ai Bách. Một pha santo của Ai Bách sau khi ăn mừng bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại pha ngoặt bóng rất đẳng cấp của Dũng Lê Dê Cổ. Một đường chuyền và pha di chuyển thông minh của Ai Bách. Cơ hội đây rồi, Huy Đê. Cuối cùng thì một nỗ lực của cầu thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận cũng đã được đền đáp. Cầu thủ mã số 20 sẽ mang lại cho những sự tự tin. Đúng như vậy, Trung Nhóc. Trung Nhóc đối mặt Trung Nhóc. Không vào. Một pha bỏ lỡ khó tin. Ở tình huống 2-1. Cả Trung Nhóc lẫn cầu thủ mã số 10 Sadio Diao đều đối mặt với thủ thành Thuận Mèo. Nhưng mọi điều thì đang còn ở phía trước và cao thủ An Biên cũng đang phải chống trả với những tình huống phản công của đối phương. Cơ hội đánh đầu. Đó là Tuấn Vinh. Và ăn mừng bàn thắng của tiền đạo mã số 92. Chúng ta cùng chờ xem anh sẽ làm gì đây. Vâng, anh đã đứng trên băng. Đây là Huy Đen. Thêm một cơ hội nữa đánh đâu. Những tình huống phối hợp bóng bổng của cầu thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận. Sadio Diao chính là người đã lao vào và đánh đầu trong tình huống vừa rồi. Hải Bách. Đường chuyền đã bị lộ bài rồi. Phản công dành cho cao thủ vàng. Điện Bách Khoa Ninh Thuận đang dâng cao. Dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm của Phan Hoài Nam. Sau trận đấu này thì sẽ là cuộc đối đầu giữa cao thủ Hữu Định Song Hùng và An Nguyên Bảo. Chúng ta vừa được xem lại tình huống dứt điểm của cầu thủ mã số 19. Đó là Phan Hoài Nam. Nỗ lực dứt bóng từ bên phía phần sân nhà. Cuộc bóng chỉ được cao thủ áo vàng đưa luân quần. Và trước cửa vòng cấm mà thôi. Đúng lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa cao thủ An Biên và cao thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận.